Kim Lý có phản ứng gây chú ý khi thấy Hồ Ngọc Hà xuất hiện với trai lạ. Vượt qua mọi sóng gió và khó khăn, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn ngọt ngào như tuổi ban đầu. Trên mạng TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kim Lý tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến vợ quay clip với trai lạ. Khi thấy tình huống trên, anh sửng sốt, thật bất ngờ, đây là ai? Nhưng khi được hỏi cả hai có đẹp đôi không, Kim Lý nhận xét thật lòng, rất đẹp, tuyệt vời, ủng hộ. Kim Lý tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến vợ quay clip với trai lạ. Khi thấy tình huống trên, anh sẵn sốt. Thật bất ngờ, đây là ai? Màn trêu đùa hài hước của Kim Lý khiến cả khán phòng bật cười. Có thể thấy ông xã Hà Hồ là người cực tâm lý và hiểu chuyện. Anh luôn đồng hành cùng vợ từ cuộc sống đến công việc và ủng hộ bà xã hết mình. Đoạn clip trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như Đúng là người đàn ông quốc dân là đây chứ đâu. Nghe ổng trả lời mà mắc cười ghê, cơ mà đẹp trai quá. Chuyến này chị Hà tới công chuyện với anh luôn rồi. Hai vợ chồng nhà này hài hước ghê, quá đẹp đôi luôn. Vượt qua mọi sóng gió và khó khăn, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn ngọt ngào như thở ban đầu. Anh luôn đồng hành cùng vợ từ cuộc sống đến công việc và ủng hộ bà xã hết mình. Kim Lý Hồng Ngọc Hà luôn là một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất showbiz Việt. Về phía Kim Lý, mặc dù ít tham gia vào các dự án nghệ thuật và kính tiếng về cuộc sống, thế nhưng anh chàng vẫn sở hữu khối tài sản và gia thế khá khủng, không hề kém cạnh bất kỳ vị đại gia nào trong showbiz Việt. Hiện tại, bên cạnh công việc diễn viên và đầu tư sản xuất phim, Kim Lý còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cả trong và ngoài nước. Kim Lý Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất showbiz Việt. Kim Lý muốn lớn sân đi hát cùng Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ lập tức phản đối chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về Kim Lý khiến nhiều người thích thú. Vừa qua, tiết mục biểu diễn ca khúc mới theo chân em bước của Hồ Ngọc Hà tại một chương trình đã gây sốt trên mạng xã hội. Đáng chú ý sự xuất hiện của Kim Lý với tư cách là một rapper hỗ trợ màn trình diễn của bà xã Hồ Ngọc Hà đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ngay khi nhìn thấy Kim Lý bước ra sân khấu với trang phục lịch lãm cùng chiếc kính râm cực ngầu, Hồ Ngọc Hà đã không khỏi thích thú, cười tít mắt trước phần thể hiện của ông xã. Mới đây, Hồng Ngọc Hà tiếp tục khiến nhân tình tò mò khi có chia sẻ trên trang cá nhân về tiết mục biểu diễn này. Cụ thể, nữ ca sĩ viết, Cả đêm em không ngủ được vì ngôi sao mới nhú coi lại mình trình diễn không dứt và bảo em lần sau anh sẽ làm hay hơn. Ủa alo, một sau thôi chết. Qua chia sẻ của Hồ Ngọc Hà có thể thấy được, Kim Lý cũng rất háo hức khi xem lại tiết mục với sự góp mặt của mình. Thậm chí ông xã Hồ Ngọc Hà cũng không ngần ngại bày tỏ ý định sẽ cùng nữ ca sĩ chạy sau ca hát trong tương lai. Tuy nhiên, việc có để Kim Lý lên sân khấu nữa hay không, chắc có lẽ Hồ Ngọc Hà sẽ là người quyết định. Sân khấu đầu tiên của Kim Lý đã nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về khả năng đọc rap rất gì và này nọ. Ít ai có thể nghĩ rằng Kim Lý lại sở hữu giọng rap trầm ấm và cuốn hút đến thế. Nhiều dân tình còn cho rằng Kim Lý Hà Hồ đích thị là trời sinh một cặp. Khi chồng có khả năng độc rap cực điêu luyện, vợ là nữ hoàng giải trí đình đám. Sau màn trình diễn này, nhiều ý kiến cũng hy vọng vợ chồng Hoàng Ngọc Hà Kim Lý sẽ có thêm nhiều sân khấu biểu diễn chung với nhau trong tương lai.